Mạnh thì cũng mạnh thật đấy, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải gọi cứu hộ tí cho nó vui. Tuy nhiên, một khi mà đã gọi đến cứu hộ ấy, thì chắc chắn đó là một hành trình rất đáng nhớ cho bất cứ ai đam mê chinh phục. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và hôm nay chúng tôi lại lang thang đi chơi địa điểm là đồi Bù. Còn đồi Bù như thế nào? Các bạn hãy xem clip hành trình của Việt Nam Road Trip chúng tôi đã phát sóng trước đó. Và trong clip này thì tôi chỉ nói về bản động hành, đó chính là chiếc Forester Wildtrak 2016 3.2. Bây giờ chiếc xe này chỉ còn lại giá khoảng gần 700 triệu thôi. Gần 700 triệu các bạn có được một chiếc bán tải 2 cầu, có khóa vi sai cầu sau, rất là mạnh mẽ. Sau 5 năm thì liệu chiếc xe này nó có còn vượt địa hình mạnh mẽ như Ford quảng cáo nữa hay không? Mời các bạn hãy cùng tôi khám phá, trải nghiệm, chinh phục đồi Bù để biết rằng Ranger Wildtrak 2016 nó như thế nào. Đây là một chiếc xe bán tải, bán chạy nhất tại Việt Nam. Và nó cũng là một chiếc xe Ford thành công nhất tại Việt Nam luôn. Và Ranger chính là chiếc xe đã tạo nên cái tên tuổi của Ford, cũng như là tạo nên cái sự thành công phát triển của Ford Việt Nam. Thế hệ 2016 này có sự cải tiến rất là mạnh mẽ ở trong cả vận hành, trong cả trang bị tiện nghi, trong tất cả mọi thứ. Nó khiến cho mọi người có cái nhìn khác đi về một chiếc xe bán tải. Với không gian nội thất như một chiếc SUV hạng trung cao cấp, ngoại thất đầy đủ tiện nghi, rất là hay ho, và dĩ nhiên khả năng vượt địa hình luôn luôn là được ưu tiên hàng đầu. Và Việt Nam Road Trip chúng tôi cũng như thế, luôn luôn ưu tiên đánh giá khả năng vận hành của một chiếc xe là trước tiên. Trong điều kiện đường phố, cái hệ thống lái của Ranger nhẹ nhàng, nó là trợ lực lái điện, nó không còn là trợ lực lái thủy lực. Nó ưu tiên về cái sự nhàn nhã hơn lúc lái, nên là các bạn sẽ bị mất đi cái cảm giác chân thật của một chiếc xe bán tải truyền thống. Khi mà chúng tôi di chuyển trong cái đoạn đường đất đá, cái phản ứng từ mặt đường dội lên nó không thực sự là chân thật nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc xe này có chiều dài khoảng tầm 5,4m, thì các bạn xoay trở rất là khó khăn, bán kính vòng quay khoảng 6,35m. Nó rất là lớn, nếu mà so với những chiếc xe phổ thông nó có bán kính vòng quay khoảng 5,2m thì các bạn quay đầu rất là dễ, nhưng mà chiếc xe này thì quay đầu khó khăn hơn. Bù lại thì Ranger cũng được trang bị camera lùi phía sau, được cảm biến thì cũng giúp cho các bạn có thể xoay trở trong điều kiện chật hẹp. Nếu các bạn nghĩ rằng một chiếc xe máy dầu nó sẽ ồn thì chắc chắn sẽ phải thay đổi quan điểm khi mà ngồi lên chiếc Ranger. Nếu các bạn đứng ở ngoài, ở đầu xe thì rõ ràng khi mà nổ máy lên thì ồn lắm, nghe cứ như kiểu công nông ấy. Nhưng mà khi các bạn ngồi vào trong khoang cabin thì thực sự là nó khá yên tĩnh. Cái tiếng máy dội vào khoang cabin nó không nhiều lắm. Khi mà chúng tôi thực hiện đo ở 100 km/h là gần 70 decibel, không phải là quá ồn cho lắm. Nếu mà so với những chiếc xe khác, tiếng ù thì nó vẫn vọng vào khoang cabin khá là nhiều, nhưng mà tiếng ồn thì lại không nhiều lắm. Về hệ thống động lực thì khác với chiếc Ranger bây giờ là sử dụng động cơ 2.0 lít biturbo. Động cơ trên chiếc Wildtrak đời cũ này thì là sử dụng động cơ 3.2 cho công suất khoảng 200 mã lực. Đi cùng với đó hộp số tự động 6 cấp. Nó đủ sức mạnh để cho các bạn có thể vượt địa hình, leo dốc thoải mái, không có gì phải suy nghĩ quá nhiều lắm. Chúng tôi cũng thử tăng tốc một chiếc xe nặng khoảng tầm 2,2 tấn, 11,21 giây là thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của chiếc Ranger Wildtrak đã 5 năm tuổi rồi. Hộp số hoạt động tốt, sự chuyển số êm ái, nhẹ nhàng. Nó đi kèm với hệ thống dẫn động 4 bánh, khóa vi sai cho cầu sau và cài cầu điện. Việc mà sử dụng cầu như thế nào này, cài ra làm sao, lúc nào thì bật chế độ khóa vi sai cầu sau lên, lúc nào thì nên tắt chế độ chống trượt đi, tất cả những cái đó chúng tôi đã có một clip riêng. Mời quý vị và các bạn hãy xem clip đấy để biết rằng khi nào chúng ta sử dụng những tính năng đấy của xe để cho hiệu quả, tránh những cái trường hợp sử dụng nhầm thì có thể để lại những hậu quả rất lớn, thậm chí là hư hỏng cả hộp số của xe hoặc dẫn động của xe. Chúng tôi cũng tiến hành đo quãng phanh của xe. Dĩ nhiên là tất cả những cái thông số này thì mang tính chất tham khảo. Quãng phanh của chiếc Ranger này rất may mắn là 23m. Nếu như mà vượt qua cái quãng phanh 23m đó thì Việt Nam Road Trip chúng tôi đánh giá rằng nó không thực sự an toàn cho lắm. Có lẽ tôi cũng không cần phải nói nhiều về khung gầm của chiếc bán tải nữa. Các bạn đã chạy bán tải biết rằng cái đặc trưng của một chiếc bán tải đó là hệ thống khung gầm và giảm xóc nó như thế nào. Hệ thống giảm xóc sau dạng nhíp trên chiếc Ranger nó không cho cảm giác quá cứng đâu. Nó vẫn mềm mại, êm ái, đầm chắc và ổn định. Tất cả mọi thứ về hệ thống giảm xóc rồi khung gầm ổn định chắc chắn, nó là một đặc trưng của một xe bán tải rồi. Về các tính năng an toàn thì chiếc xe này cũng vô vàn các bạn ạ.
Đấy, danh sách các trang bị an toàn thì các bạn có thể nhìn ở trên màn hình, nhiều lắm. Và bây giờ thì tôi sẽ điểm qua một chút về thiết kế bên ngoài, trang bị nội ngoại thất ở trong xe. Tôi sẽ không điểm kỹ bởi vì là chiếc xe này đã 5 năm rồi và mọi người đã quá quen mắt với nó. Đây là phiên bản 2016 đánh dấu cái sự thành công của Ranger tại Việt Nam cho tới tận bây giờ, với cái doanh số bán hàng đâu đó một tháng khoảng hơn 1.000 xe. Và các bạn nhìn thấy tổng thể thiết kế của phiên bản 2016 này thì nó hầm hố, nó thể thao, nhìn rất là mạnh mẽ. Nó không còn những cái dáng vẻ cục mịch của một chiếc bán tải truyền thống. Và ngay cả những cái trang bị ngoại thất hay nội thất cho tôi cảm giác giống như nó là một chiếc SUV vậy, chứ không còn đơn giản là một chiếc bán tải mà ngày xưa theo quan điểm của mọi người là chỉ để chở hàng thôi. Các bạn có thể xem những hình ảnh mà chúng tôi quay chi tiết của chiếc xe này. Ngoại thất thì tôi sẽ điểm lại những cái xuống cấp của chiếc xe sau 5 năm sử dụng thôi. Các bạn nhìn thấy màu sơn của chiếc xe này nó đã xuất hiện nhiều những cái vết ố, đặc biệt là trên cánh cửa này. Cái này thì có thể là do chủ nhân họ để ngoài trời nhiều quá. Rồi là những xước sát ở chỗ la răng hay là bệ bước thì là những cái điều không thể tránh khỏi được trong quá trình sử dụng. Ở đây là lốp AT các bạn nhé. Lốp này thì chủ nhân họ đã thay đi rồi. Còn lốp nguyên bản theo xe là lốp HT. Lốp này thì giúp cho chúng tôi có thể đi địa hình một cách tốt hơn, nhưng mà nó sẽ ổn hơn và có thể tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn. Lùi về phía sau xe, các bạn có thể nhận thấy nhiều cái vết rỉ sét rõ ràng hơn. Ví dụ như ở trên cái nắp cốp sau đây đã bị bong ra và bị rỉ rất là nhiều. Bán tải mà, chúng ta luôn đem nó để đi chơi, đi những cái hành trình thì không thể tránh khỏi được. Sự hoạt động của mọi thứ ở ngoại thất thì nó vẫn hoàn hảo, không có gì cả. Bên trên thùng thì vẫn còn cái ổ cắm 12V, rất là tiện ích cho mọi người trong những cái chuyến cắm trại dã ngoại khi mà các bạn phải lấy cái điện ở đó để sạc các thiết bị. Tiểu chung lại, cái ngoại thất của chiếc Ranger sau 5 năm sử dụng, màu sơn nó cũng đã phai đi, nhiều cái vết ố vàng đi và rỉ sét cũng đã xuất hiện ở các cái mảng sơn nó bị bong ra. Còn cái phần giá nóc ở phía trên thì chủ nhân họ lắp thêm rồi các bạn. Về phần nội thất thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn những cái điểm chính thôi mà tôi thấy ấn tượng nhất trên chiếc xe đời 2016 này. Thì đầu tiên đó là cruise control với cái chức năng lim, tức là các bạn có thể set một cái tốc độ và các bạn đạp ga mãi thì nó cũng không thể quá cái tốc độ được. Thứ hai nữa là cái tính năng mà có thể bám theo xe phía trước, có nghĩa là nó giữ khoảng cách với xe phía trước và các bạn, giúp cho các bạn có thể an toàn hơn trong những cái điều kiện đường cao tốc mà các bạn lơ đễnh. Tiếp theo là cái hệ thống cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường ở phía bên này, và cái cảnh báo tiền va chạm phía trước nữa đây các bạn này. Khi các bạn mà di chuyển sát với cái xe phía trước gần quá thì các cái đèn này nó sẽ báo lên, và thậm chí là nếu mà gần quá nữa thì nó sẽ báo bằng âm thanh để cho chúng ta có thể biết được cái nguy cơ có thể xảy ra va chạm. Đèn ở phía trước thì nó cũng là đèn tự động, cả gạt mưa cũng thế, và gương ở phía trong cũng là chống chói tự động. Đặc biệt là điều hòa hai vùng tự động độc lập luôn. Một chiếc xe bán tải mà có trang bị như thế thì nó tương đương với chiếc xe SUV cao cấp mất rồi. Chiếc Ranger Wildtrak này có cái chế độ gài cầu điện tử với khóa vi sai cầu sau. Đó là một cái tính năng mà tôi thấy cực kỳ thích và hữu ích cho cá nhân tôi hay đi dã ngoại, đi leo núi hay là đi vào những đường bùn lầy. Và các bạn cũng thế, mua chiếc xe này về có thể thoải mái đi phượt vô tư. Đánh giá về chất lượng nội thất sau 5 năm, bảng táp lô bọc da thì nó vẫn còn mới này. Nhưng mà cái ghế các bạn nhìn thấy không, những cái phần da ở đây nó bị bóc ra hết rồi các bạn nhìn thấy này. Và nỉ này thì nó bạc màu đi rồi. Thì cái này cũng có thể là do chủ nhân không chăm sóc kỹ, hoặc có thể là do cả cái chất lượng da nó cũng không được tốt nữa, nên là sau 5 năm thì nó bị bong đi rồi. Hàng ghế thứ hai thì tôi thấy là cái khoảng đầu gối nó cũng thoải mái, nhưng mà cái tựa lưng ghế nó bị đứng quá. Thực tế thì nhiều người dùng Ranger cũng phàn nàn về cái việc này, nhưng mà cái này thì tôi lại thích này. Đó là cổng sạc 12V và 230V. Cái này rất là hữu ích cho các bạn trong những cái chuyến đi dã ngoại, hoặc là trong những cái chuyến đi off-road các thứ, để có thể là cắm các cái thiết bị ngoại vi. Rất là thích này. Dĩ nhiên là bệ tì tay ở giữa cũng tiện ích cho mọi người ngồi ở đây với cái giá để cốc. Đấy, ghế điện này các bạn thấy không? Năm 2016, một chiếc bán tải để trang bị ghế điện là hơi bị oách luôn. Từ chung lại về nội thất thì tôi thấy rằng là thiết kế hiện đại, trẻ trung, rất nhiều những cái tính năng về cả tiện ích, về cả an toàn. Sau 5 năm sử dụng thì cũng có một số các cái chi tiết nó đã xuống cấp đi rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất ngập tràn công nghệ để các bạn có thể sử dụng một cách thoải mái. Nó như một chiếc SUV cao cấp vậy luôn. Về chi phí bảo dưỡng, sử dụng, sửa chữa của chiếc Wildtrak này thì nó cũng không là nhiều. Chủ nhân của chiếc xe có chia sẻ với tôi là gần như là chỉ thay dầu thôi. Cái mức tiêu hao nhiên liệu chạy đường trường
đâu đó rơi vào khoảng 8 lít. Mà giá dầu thì rẻ ra xăng khá là nhiều. Khi mà chạy đường phố thì nó sẽ nhiều hơn, tầm 10-11 lít. Trung bình lại thì các bạn cứ cho khoảng tầm 9 lít đi là thoải mái. 9 lít nhân với giá dầu thì nó không phải là nhiều. Về sửa chữa, bảo dưỡng thì các bạn cứ bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thôi. Chiếc xe này thì chủ nhân họ đi nhiều, chính vì thế mà những cái xây xước đó là chuyện bình thường. Còn hệ thống dẫn động này, hệ thống khung gầm này, hệ thống máy móc và tất cả mọi thứ thì nó vẫn là nguyên bản, chưa hề có bất cứ một cái trục trặc gì trong hệ thống đấy cả. Dĩ nhiên là từ mốc 10 vạn trở đi thì các bạn sẽ phải bảo dưỡng nhiều hơn. Đặc biệt là cái mốc này thì có nhiều cái hạng mục các bạn sẽ phải làm. Ví dụ như là thay nước làm mát này, rồi là kiểm tra đến turbo này, thay má phanh này, các thứ. Những cái thứ khung gầm ở phía dưới nữa, có thể là đến lúc phải thay rồi. Nhưng mà cái chi phí thay đó không phải là quá tốn kém cho lắm. Các bạn có thể lựa chọn vào hãng để làm, hoặc có thể làm ở gara ngoài. Và phụ tùng cho những chiếc xe này thì bây giờ bạt ngàn vô vàn, không cần phải lo lắng gì cả. Rõ ràng là với 700 triệu đồng, các bạn sẽ mua được một chiếc xe có thể đi khắp mọi nơi. Tôi ví von là như thế. Bởi vì chỗ nào mà khó khăn nhất, chỗ nào mà đặt bánh xe được, thì WhiteTech cũng có thể đưa bạn đến đó được. Bác nào đang thích bán tải và có cái tính ham chơi giống Việt Nam Rotip chúng tôi, thì chiếc WhiteTech 2016 này là một sự lựa chọn không hề tệ một chút nào. Với 700 triệu đồng thì các bác muốn mua bán tải mới thì tôi nghĩ là chắc chỉ được xe một cầu, thậm chí là số sàn nữa cơ. Mà một cầu với số sàn thì sẽ rất là đi rất là mệt. Đặc biệt là nếu mà đi chơi leo rừng, leo núi các thứ này thì rón rén lắm. Đôi khi đi cùng cả hội bán tải mà thấy các bác hai cầu cứ phi rầm rầm rầm, mình đến cửa rừng mình dừng lại thấy nó cứ sao sao ấy. Thôi thì làm con xe cũ như này vẫn ngon, bảo dưỡng chi phí các thứ nó cũng không nhiều, mà lại hai cầu mạnh mẽ, đầy đủ tính năng, an toàn hơn so với bản một cầu bây giờ nhiều. Lựa chọn cũng đáng đồng tiền đấy chứ, đúng không? Còn các bạn nghĩ sao? Các bạn phải chọn một chiếc xe bán tải cũ như thế này, hai cầu mạnh mẽ, đầy đủ tính năng tiện ích, hay là một chiếc xe bán tải mới hoàn toàn một cầu? Hãy để lại ý kiến bình luận ở phần comment để Việt Nam Rotip chúng tôi được biết, cũng như là chia sẻ ý kiến của mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.